Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Dần, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Mão Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trận. Về ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ, ngày Mậu Dần, tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ, kỵ tuổi, nhâm thân, giáp thân, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh thân, giáp thân, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Minh Tinh, tốt mọi việc, sao Kính Tâm, tốt đối với an táng, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương, hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thiên Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, xấu mọi việc, sao Thổ Cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi, sao Độc Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý á, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này vẫn giữ được tinh thần làm việc chăm chỉ khi bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, hứa hẹn sẽ có một tương lai tươi sáng cho bạn. Bạn tuổi Tý là người có tài năng, vì thế bạn hãy biết phát huy điểm mạnh của mình và đưa ra những mục tiêu có tham vọng hơn, nhưng vẫn phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ đi bạn tuổi Tý nhé. Và nếu như bạn tuổi Tý đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc với nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng với năng lực của mình hơn và nhận được lời khích lệ của cấp trên, bạn bè và đồng nghiệp nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy sinh cho mộc vượng,
cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà đang rất hài hòa và yên ấm. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi khi gặp phải khó khăn hoặc là bế tắc trong công việc, kể cả là việc gia đình. Bạn tin chắc rằng chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi vấn đề mà thôi. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ hiện tại, công lao sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy phát huy được điểm mạnh và đặt ra những mục đích đến có tham vọng hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa có thể nhận được sự khích lệ của cấp trên. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ chia sẻ với nửa kia những khó khăn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng có được sự hài hòa, yên ấm. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 34, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ, cho nên ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả cho mình. Với sự cố gắng suốt thời gian dài vừa qua của bạn được cấp trên công nhận, bạn bè đánh giá cao về năng lực của bạn nữa. Bạn tuổi Sửu, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai của mình nếu như bạn cứ chăm chỉ cần cù như hiện tại. Với bạn tuổi Sửu trong ngày này, lối sống tiết kiệm, chi tiêu có lý trí giúp ích cho bạn rất nhiều trong cái thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền để bù lại khoảng thời gian cách ly do dịch giả vừa qua, thì bạn vẫn luôn có được sự dư giả về tài chính, thậm chí còn có tiền để đầu tư nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia lại không được mấy yên ổn vì đôi bên không thường xuyên trò chuyện với nhau. Và đã là vợ chồng rồi thì nên chia sẻ mọi nỗi niềm với nhau, đừng có giữ mọi chuyện ở trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu cho mình, bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy nhận được sự yêu mến và khâm phục của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa cuộc sống dư giả nhờ có cách chi tiêu hợp lý. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ có thể đầu tư vào một số hạng mục hứa hẹn của bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng mà hãy tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 37, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Bạn tuổi Dần cần phải giữ vững lập trường của mình, không để cho những lời đồn thổi hoặc là tiền tài chia mở mắt mình. Và trong ngày này với bạn tuổi Dần, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ càng, không nên hành động theo cảm tính, bởi rất có thể những điều mà bạn trông thấy tận mắt chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Bạn cần phải lắng nghe và quan sát trên nhiều khía cạnh và tham khảo ý kiến của những người đi trước nữa.
Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, hôm nay là ngày không thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa hoặc là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Vì vậy, nếu không bắt buộc để thực hiện những công việc này thì bạn có thể hãy hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra với mình. Nếu như có công việc bắt buộc phải xuất hành đi xa, bạn tuổi Dần nên chọn những hướng tốt để xuất hành. Hướng tốt đó là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa nên giữ vững lập trường của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ không nên để đồng tiền hoặc là quyền lợi che mờ mắt mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim không nên xuất hành hoặc là tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 40, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có tam hội phù trợ giúp đỡ cho bạn, cho nên mọi công việc của bạn tuổi Mão ngày hôm nay đều có được những bước tiến rõ rệt. Và hôm nay quả thật là một ngày may mắn của bạn. Vì vậy, nếu như bạn tuổi Mão đã có kế hoạch ấp ủ mấy lâu thì bạn nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu mà lại để cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. May mắn hơn, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, bản mệnh còn có thể gặp gỡ được quý nhân và rất có thể người đó còn là người quen của bạn suốt bấy lâu nay nữa, và quý nhân sẽ chỉ ra cho bạn hướng phát triển, con đường để đi phù hợp, đồng thời có biện pháp để giải quyết những rắc rối trước mắt cho mình nữa. Tuy nhiên, công việc của bạn dù bận rộn đến mấy thì với bạn tuổi Mão cũng cần phải chú ý để giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức sẽ khiến cho gân cốt đau mỏi, thần kinh bị suy nhược. Bạn cần phải có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một sức khỏe tốt nhất cho mình bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy đề ra những mục tiêu có tham vọng hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa công việc có những bước tiến rõ rệt. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tin tưởng hơn vào tương lai. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim chú ý rèn luyện bản thân mình ngay từ bây giờ. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 43, số 66, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Ngày này rất dễ xảy ra sự cãi cọ, mâu thuẫn với nửa kia mà nguyên nhân có thể chỉ bắt nguồn từ những bất đồng nhỏ nhặt, không đáng kể giữa hai bên mà thôi. Và khi mâu thuẫn nổ ra, bạn mệnh tuổi Thìn nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể kiềm chế bản tính nóng nảy của mình lại, đồng thời không nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia khiến cho tình cảm đôi bên
dần trở nên rạn nứt. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ, cho nên với bạn tuổi Thìn đang có được cơ hội phát tài dựa trên vận may của mình. Tuy nhiên, dù có kiếm được nhiều tiền hay ít tiền, bạn tuổi Thìn cũng không nên có tư tưởng sống phụ thuộc quá vào điều đó. Bạn hãy biết kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình là tốt hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, gia đình lục đục, vợ chồng có sự mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, chú ý cách ăn nói, không nên tổn thương người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, có cơ may phát tài bất ngờ, tuy nhiên không nên dựa dẫm vào vận may quá nhiều. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 51, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Tỵ ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ trong ngày này do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại, cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tỵ cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối mặt với đủ mọi thị phi rắc rối gây ra trong ngày hôm nay. Với những lời đồn đoán đặt điều sai trái về bản thân của mình có thể khiến cho bạn tuổi Tỵ khó chịu và thậm chí bị tổn thương nặng nề nữa. Và với bạn tuổi Tỵ ngày này, nếu gặp mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, bạn cần phải chú ý cách ứng xử của bản thân mình. Có thể chính những lời nói không biết nể nang của bạn chính là nguyên nhân khiến cho bạn gây thù chuốc oán với bạn bè, đồng nghiệp, tệ hơn nữa là những kẻ tiểu nhân. Bạn cần phải giữ cho đầu óc của mình luôn tỉnh táo để xử lý đúng mực với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. May mắn là mối quan hệ gia đình của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay rất hài hòa. Bạn biết đấy, nửa kia luôn sẵn sàng nghe những lời tâm sự của bạn và bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý mọi vấn đề bạn tuổi Tỵ nhé. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, dễ vướng phải thị phi ở nơi làm việc với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là kẻ tiểu nhân nữa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, nửa kia thấu hiểu và ủng hộ mọi quyết định của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, giữ tỉnh táo trước những khó khăn, cư xử đúng mực với mọi người. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không nên bốc đồng, dễ đắc tội với tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, hãy bỏ ngoài tai những lời nói xấu, đặt điều không đúng về bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 48, số 57, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ trong ngày này trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi công việc nhờ có sự thúc đẩy của tam hợp phù trợ. Bản mệnh tuổi Ngọ sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ được giao nào, dù công việc ấy có vẻ như là thách thức thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ, dường như bạn lại đang nóng vội quá mức thì phải. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng trước mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Thêm vào đó, bạn cần phải rèn luyện tính kiên trì để không dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa mới gặp khó khăn.
Ngày này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Đối với những bạn đang còn độc thân, có được nhân duyên rất tốt với những người khác giới. Bản mệnh tuổi Ngọ có được cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Nếu như bạn chủ động và mở rộng lòng mình hơn, bạn cần phải sẵn sàng cho một mối tình lãng mạn bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, nhiệt tình, hăng hái trong mọi công việc, sẵn sàng chấp nhận thử thách. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, kiên trì hơn, đừng có bỏ cuộc khi vấp phải khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nóng vội quá mức cho nên dễ dẫn đến sai sót. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nhân duyên với người khác giới cực kỳ là tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 35, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi đang có điềm báo dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Dù bạn đã lập gia đình hay là chưa, bạn cũng cần phải luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình. Đó có thể là những kẻ tiếp cận vì bạn, muốn lợi bạn là lợi dụng bạn mà thôi. Còn nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn tuổi Mùi cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với những người khác giới. Trước khi làm việc gì, bạn hãy nghĩ đến người thân, đừng có để cho những lời bàn tán vào ra gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Và trong ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư thì trong ngày hôm nay là một ngày khá may mắn cho bạn. Bạn có thể tạo lập được những mối quan hệ với đối tác đáng tin cậy hoặc là những khách hàng tiềm năng. Đây là nấc thang để cho bạn tiến xa hơn nữa trong tương lai của mình. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, giữ khoảng cách với những người khác, đừng có để cho kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, có trách nhiệm với gia đình, đừng để cho người thân bị tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, có tinh thần trách nhiệm với công việc mà mình đang làm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, nhận được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 50, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dần Thân tương xung. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thân phải làm việc vất vả vào ngày hôm nay mà chưa chắc đã đạt được kết quả như mình mong đợi. Bạn tuổi Thân, bạn đừng quá bi quan hay là chán nản, bởi nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì đây là một cơ hội tốt để cho bạn rèn giũa bản thân mình nữa. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, trong chuyện tình cảm với bạn tuổi Thân cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hay là tụ tập với bạn bè. Và trước khi tình cảm nguội lạnh thì bạn hãy nhanh chóng lên kế hoạch để hâm nóng lại cảm xúc của hai người đi bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi Thân có ý định xuất hành đi xa thì bản mệnh nên đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Chính Tây. Đây là hai hướng sẽ giúp mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn.
Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy làm việc vất vả mà không được hưởng thành quả như mong muốn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, chớ nên bi quan. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, hâm nóng cảm xúc của hai người. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc thay đổi thói quen xấu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim có ý thức rèn giũa bản thân của mình để tiến bộ hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 52, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Tuất, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan nhập mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Dậu đang là người rất chí khí và bạn luôn nghiêm túc trong mọi công việc và xứng đáng nhận được những thành quả khiến cho người khác đáng ngưỡng mộ. Bạn có thể được thăng chức, tăng lương không sớm thì muộn nữa bạn tuổi Dậu nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Dậu, những ai cần tham gia thi cử hoặc là tuyển dụng cũng gặp được nhiều thuận lợi. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để có những bước khởi đầu mới và bạn tuổi Dậu cần phải tự tin vào năng lực của bản thân mình, bản mệnh chẳng hề thua kém một ai cả. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, nếu như bạn gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả những suy nghĩ vào trong lòng. Như vậy chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Bạn cần phải tâm sự với nửa kia hoặc là những người bạn đáng tin cậy của mình nhé. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy hứa hẹn tương lai sáng lạn nếu như luôn nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa cố gắng làm việc, công lao sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ thích hợp để có những bước tiến khởi đầu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc lạnh nhạt với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tâm sự với người đáng tin cậy. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 56, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản tiền kha khá thông qua những công việc làm thêm, mà khoản tiền này có thể sẽ giúp cho bạn có của ăn của để trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời mang lại tác dụng khích lệ cho bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai. Với bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn cũng có được cơ hội để phát tài dựa vào vận may của mình. Khoản tiền này với bạn tuổi Tuất nên sử dụng một cách hợp lý chứ không nên chỉ dành cho việc ăn chơi, bởi nếu như vậy thì bạn chỉ đang của thiên trả cho địa mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, với bạn đang có điềm báo rất có thể sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bạn với nửa kia. Và dù nóng nảy đến mấy đi chăng nữa, với bạn tuổi Tuất cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy và đừng có nói ra những lời làm tổn thương lòng nhau. Vậy tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, dễ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người có địa vị trong xã hội. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nhận được khoản tiền kha khá từ công việc làm thêm của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, có thể phát tài nhờ vào vận may. Tử vi tuổi Nhâm Tuất
thuộc mệnh thủy, không nên sống phụ thuộc vào những yếu tố may rủi. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 60, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang nhận được sự yêu mến của đa số mọi người xung quanh. Với bản tính hiền lành, chu đáo và biết quan tâm, bạn có thể dễ dàng chinh phục được thiện cảm của những người khác. Nếu như may mắn hơn trong ngày hôm nay, bạn tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân nữa. Và ngày này với bạn tuổi Hợi, một khi bắt tay vào công việc gì, dù là lớn hay là nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của bản thân mình sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng. Cấp trên cũng nhìn thấy và đánh giá rất cao về quyết tâm của bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong nhà cũng đang vô cùng hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Và mỗi khi gặp phải khó khăn, bạn tin tưởng rằng người đó luôn ủng hộ mình nữa. Về tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa, gia đình hòa hợp, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ, nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc, chu đáo, biết quan tâm tới người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim, nghiêm túc trong công việc, có được cơ hội tăng tiến trong tương lai. Về tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy, được cấp trên đánh giá cao về những cố gắng của bạn trong thời gian vừa qua. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 47, số 71, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.